Trong cuộc phỏng vấn đăng trên tờ Financial Times ngày 8 tháng 5, Thủ tướng Lithuania Ingrida Šimonytė tuyên bố Lithuania sẵn sàng đưa binh sĩ tại Ukraine tham gia sứ mệnh huấn luyện bất chấp mối đe dọa hạt nhân từ Nga. Tuyên bố của bà Šimonytė được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng các lực lượng quân đội Nga đang chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật nhằm đáp trả các mối đe dọa và khiêu khích từ phương Tây. Nếu chúng ta chỉ nghĩ tới phản ứng của Nga thì chúng ta không thể gửi bất cứ thứ gì tới Ukraine. Cứ 2 tuần một lần, các vị sẽ lại nghe tin phía nào đó sắp bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân, bà Šimonytė cho hay. Theo trang tin Top War của Nga, với tuyên bố này, Lithuania, thành viên của cả EU và NATO, có thể trở thành quốc gia đầu tiên mà chính quyền công khai tuyên bố và cho phép điều quân tới Ukraine. Trước đó, chính quyền Vilnius đã đưa ra đề xuất và cho biết họ chỉ chờ đề nghị từ Kiev. Tuyên bố của Thủ tướng Šimonytė là động thái mới nhất làm leo thang căng thẳng giữa Nga và phương Tây trong bối cảnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron liên tục đưa ra ý tưởng và kêu gọi các nước đồng minh đưa quân tới Ukraine nếu Nga đột phá chiến tuyến của Kiev. Hãng tin RTVI ngày 7 tháng 5 cho biết Lithuania có thể sẽ cùng hai nước Baltic là Estonia và Latvia cùng với Ba Lan thành lập một liên minh đặc biệt đưa quân tới Ukraine theo ý tưởng của Pháp. Một ngày trước đó, ngày 6 tháng 5, Moscow đã triệu tập đại sứ Pháp để phản đối các chính sách khiêu khích của Paris. Người phát ngôn Điện Kremlin lưu ý rằng ý định đưa lực lượng vũ trang tới Ukraine trên thực tế là đưa binh sĩ NATO ra đối đầu với quân đội Nga. Đây là một vòng leo thang căng thẳng hoàn toàn mới, là điều chưa từng có và cần có các biện pháp đặc biệt, ông Peskov nhấn mạnh. Theo kênh truyền hình Tasskrat TV của Nga, 20.000 binh sĩ Lithuania có thể được đưa tới Ukraine. Số binh sĩ này đến với danh nghĩa huấn luyện để tránh những tranh cãi về việc trực tiếp tham gia xung đột Nga-Ukraine. Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 8 tháng 5 dẫn lời ông Andrei Katapolov, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga khẳng định việc Lithuania điều quân tới Ukraine không thể ảnh hưởng tới các bước tiến của Nga dưới bất kỳ hình thức nào và không thể làm phức tạp thêm nhiệm vụ của lực lượng Nga ở khu vực tác chiến đặc biệt. Ông Katapolov nhấn mạnh, quyết định điều quân tới Ukraine chỉ mang lại vấn đề cho chính Lithuania. Số phận của các huấn luyện viên nước ngoài sẽ phụ thuộc vào lương tâm của các chính trị gia và các nhà lãnh đạo liên quan. Trả lời tờ Ivesita của Nga, chuyên gia quân sự đại tá về hưu Viktor Litovkin cảnh báo các binh sĩ Lithuania tới Ukraine sẽ trở thành mục tiêu của quân đội Nga và Moscow không cần dùng tới vũ khí hạt nhân để đối phó. Lithuania là một nước cộng hòa nhỏ bé, vì vậy bất cứ vụ nổ hạt nhân nào trên lãnh thổ của họ cũng có thể mang theo bụi phóng xạ đến Kaliningrad, Belarus và cả Nga. Do vậy, chúng tôi sẽ không làm điều đó. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tấn công các vị trí hậu cứ ở Ukraine và tất cả các mục tiêu phục vụ cho lực lượng vũ trang của Kiev. Vì vậy, quân Lithuania không thể ẩn nấp ở đâu đó tại bãi tập hay tại khu huấn luyện, ông Litovkin nêu quan điểm.